chân mua chân đường thầm vì đông anh không đến đường vào tim em vẫn sang kín lọ lọ bàn chân anh trên lối đi không thành những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình kiểu bị lẹo lưỡi bị quên quên mà là từng cơn mưa hắt níu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lu vẫn tiếng buồn sương ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay đừng vào tim em bao cơn sóng để tình anh sắp bên xuân hoa mộng trái tim em muôn đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông về tay nhậu em ơi ok đi luôn từng cơn mưa hắt như bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa luôn trái tim mùa đông từng cơn mưa hắt níu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lu đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông trái tim em muôn đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông em biết sau bài này sau bài hát này đêm nay tối thứ bảy tại Việt Nam múi giờ tại Việt Nam sẽ có thật nhiều bão tố xảy ra. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị mình nha. Đó, cái số lượng mà mọi người biết mà view mà nó tụt đó. Cái số lượng người mà view nó tụt là mọi người đó đó, đó. Một nửa là đàn ông và một nửa là đàn bà.
còn lại những cô chú anh chị ngồi đây toàn là những học sinh ngoan. Good job, amazing. Học sinh ngoan. Còn những người nào ngồi trong đây là những cái học sinh ưu tú. Tại vì cái gì cũng biết hết, cho nên là không cần phải trải nghiệm nữa. Xuất sắc. Đúng không? Quốc Ly nè anh chị cô chú ơi. Đau ruột. Ủa? Làm gì đau ruột nè. Rồi ok. Anh Độc Hành nè. Chúc mừng anh đã trải qua 72 kiếp nạn, đã đến được đường lấy chân kinh. Em xin phép mời tất cả các anh chị mình đã lấy được chân kinh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Tại vì mọi sự đời mình đã trải qua rồi, mình mới ngồi đây. Dạ. Chứ không phải đơn giản mà ngày hôm nay ngày thứ bảy, một cái ngày nghỉ thật là tuyệt vời để cho chúng ta có thể làm những điều chúng ta thích. Ấy vậy mà không, chúng ta là khước từ đi những cái điều mà quá là bình thường trong cuộc đời này. Thì ngày hôm nay có mặt ở nơi đây cùng xem live của Nguyễn Thu Phương. Dạ, xin cảm ơn tất cả của chú anh chị mình. Dạ. Đó, người ta quay lại đó. Không, view lại lên nữa rồi anh Độc Hành. Dạ, mấy anh chị đó nghe cái gì mà được 72 kiếp nạn, cái gì tìm thấy chân kinh rồi vậy, mọi người quay lại đó. Vô lại. Đại hay quá. Trời ơi. Thó nói là con đường đi đến lấy chân kinh vẫn là vui vẻ hơn là ấy. Kiểu như cảm thấy bão táp nó chịu không có nổi. Dạ cảm ơn cả nhà nha. Đố em hát được bài Nỗi Đau Của Một Người Đến Sau hả? Chết cha, chắc em không làm được rồi. Cơn bão tình yêu. Vô nha mọi người. 81 kiếp nạn hả? Ủa chứ không phải 72 hả? Tây Vương Nữ Quốc hả? Đố khó quá, thiệt sự là quá khó luôn á. Trời ơi. Cỡ mà cái câu đố mà hoàng hôn màu tím. Dạ. Khi tình yêu nó say lần nhớ. Trời ơi. Nói chứ hát bài này thực ra là hát cho vui thôi, chứ hay ho gì đâu mọi người ơi. Tại biết sao không, người ta tình yêu người ta trải qua hết rồi. Tất cả các cô chú ở trong live của Phương á, nói chung là bây giờ là tu thành chính quả rồi, không có đam mê tủ sắc gì nữa. Bây giờ nói chứ cơn bão tình yêu hay là bom nguyên tử tình yêu hay là lựu đạn tình yêu, lựu đạn mà nhà em cũng không ngán mà. Dăm ba cái cơn bão là gì đâu mọi người. Giờ mà lựu đạn tình yêu nhà em còn không sợ nữa mọi người. Đó, tại vì là đã trải qua hết rồi. Mọi cái buồn vui, mọi cái sự sung sướng khổ đau trong tình yêu là coi như là không còn gì em không trải qua được hết. Chứ nếu mà chưa biết gì, anh bung xạo nha. Nếu mà chưa biết gì, giờ này ta đi tìm hiểu rồi, ta đâu có ngồi đây coi live stream chi. Không, xà lơ. Ok mọi người nha. Bây giờ em Phương xin tặng cả nhà mình cơn bão tình yêu. Để mai mốt em kêu ông nhạc sĩ ông sáng tác ra cái bài lựu tình yêu lựu đạn, cho nó lựu đạn tình yêu đó. Bài này quá bình thường rồi. Hát cái vui thôi mọi người. Hát cái vui thôi. Rồi. Xin hỏi đường nơi nào. Mệt quá. Chào anh, chào mọi người. Ở một ngày được BK với idol. Trời đất ơi. Nhà Phương nghèo lắm. Lộn. Nói là bạn ơi, Nhà Phương giàu lắm, bạn có chơi nổi không? Phương giàu tình cảm. Ừ, đúng rồi, thất tình luôn. Đôi mắt lệ cay khiến thời gian trôi từng giây. Tình yêu kia như vô tình mây. Một ngày tình yêu từ xa, mãi tay nhỏ, say cùng xoay. Yêu đương cho cố vô. Bỏ tươi. Dạ em chúc mọi người trong tình yêu lúc nào cũng êm đềm ha. Dạ nhưng mà nói chứ tình yêu phải có sóng gió nó mới hay mọi người. Dạ trong tình yêu lúc
thì có những lúc nó tựa như là tươi tươi như màu nắng, nhưng cũng có lúc nó cũng có nhiều bão tố. Đó, những ai đã trải qua chắc nhà mình đó là ai cũng biết điều đó. Em nói rằng khi em nói ra cái chuyện này á thì trong nhà mình ai cũng biết rồi, giống như nói chuyện rồi đó, chuyện đã rồi đó. Mà cũng phải nói, bởi vì đó cũng chính là cái chân lý của cuộc sống này. Ai mà khi đã yêu là nó sẽ trải qua bão tố, sẽ trải qua những ngày nắng đẹp đó. Có những ngày yêu thương nhau lắm, nhìn cái mặt là chỉ muốn yêu thôi. Mà chỉ có những ngày họ trời, nhìn cái mặt là chỉ muốn lấy cái đôi dép lên mà thiệt á. Đúng rồi, cái lúc nào mà nó đẹp là nó đẹp ơi là đẹp, mà cái lúc nào mà ta nói nó xấu là y như rằng coi như là thiệt á. Nhiều kinh nghiệm. Lúc nào mà nó đen là nó như cái màu đen, mà nó đỏ là y chang như cái màu đỏ vậy đó. Ý em nói mọi người tự hiểu nha. Rồi em nói xương xương vậy thôi, nói nhiều mất công. Mọi người nói idol bộ idol tâm lý tâm sinh lý tình cảm yêu đương lứa đôi hả? Không, em bị đồn vậy nhiều rồi mà mọi người. Mất công bữa sau có người kêu Phương coi bói giùm nữa. Thôi coi bói rồi đi tù á. Dạ, trong tình yêu đôi lúc cũng có màu nho, mà cũng có những lúc một người độc thân khuyên. Vâng. Cảm ơn cả nhà đã follow em ạ. Mọi người ơi, hôm nay thứ bảy bộ mọi người rảnh chữ ha. Thứ bảy thì coi livestream ha. Thứ bảy ta lo ta đi hẹn hò rồi đi. Ta nói chơi cũng ở lại. Đi chơi đi mọi người. Dạ, đi kiếm tình yêu đi. Ôi, ngồi đây là có chuẩn bị lay nha. Em là em chỉ bao về mảng âm nhạc thôi. Vô đây là em không có bao, vô đây coi livestream có bồ là không có bao đâu nha. Trời ơi trời, đi hẹn hò đi bà Mỹ Linh ơi. Năm nay biết nhiêu tuổi rồi chưa? 30 tuổi rồi. Còn ngồi đây coi livestream. Chào anh Nét Nam BC ạ. Cảm ơn anh đã tặng bông. Cảm ơn mọi người đã tặng bông cho Phương trong lúc Phương đang hát nha. Vậy thôi bye nha, anh đi kiếm tình yêu đây. Ủa 30 tuổi. Ủa rồi mắc gì 30 mấy tuổi, 40 tuổi rồi chưa có người yêu, ủa mắc gì? Ngoài 30 rồi hả? Em nói 30 là em á. Em mấy anh chị ăn nói xà lơ gì vậy? Mấy anh chị nhà mình mới có 17, 18, 19 à. Trong nhà mình ai cũng người trẻ hết trơn á. Có mình Phương thôi. Chị ta thích vậy hả? Ok, bái trời cho bà Mỹ Linh mà coi livestream em suốt đời luôn. Trời ơi, mọi người ơi. Trời ơi, nói một hồi vô đông hơn nữa kìa. Rồi làm giống như bữa nay người bị ế hình như nhiều hơn Quân Nguyên nữa hay gì vậy ta? Trời ơi, thứ bảy. Tối thứ bảy ta không đi lo đi tìm người yêu ta ấy ấy đi. Trời ơi. Trời. Ủa chưa cưới lấy đâu ra mà thôi được chứ. Tối thứ bảy ta người ta đi ấy à mầm mình không đi đi. Ôi. Rồi ok nha, vĩnh biệt màu xanh hả? Trời đất ơi, chuyện gì mà hát vĩnh biệt màu xanh rồi. Em với anh làm gì đâu mà vĩnh biệt sớm vậy. Ấy ấy. Đi hãy á. Ấy á. Trời ơi. Hồi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa biết ấy là gì. Về hỏi ba má gấp. Thiệt, bởi những kiến thức cơ bản mà không lẽ mọi người để cho em phải nói. Thì á, ba má mọi người không nói mọi người ấy là cái gì hả? Vậy em đố mọi người nha. Vậy em đố mọi người. Ví dụ như mình đang nóng như vậy, mình đang nóng muốn chết luôn, xong mình mở cửa ra, xong mình nói mở cái cửa ra cho nó mát. Vậy nó là cái gì? Chà
đó, về hỏi ba má đi. Thì ấy đó là, ấy với nó là cùng một nghĩa đó. Ừ. Về hỏi ba má. Ba má, má ơi, bà ơi. Bé Phương nó nói vậy đó, mà không biết ấy là cái gì hết, mà mở cửa ra cho nó mát. Vậy nó là cái gì? Rồi ok. Mọi người em hát với bến đời đòi nha. Hát bến đời đòi nha mọi người. Thiệt, ủa sao em thấy chuyện này giống như mình đã từng trải qua rồi ta. Cái khúc này như em nhớ em đã từng like rồi hay sao á. Hay là bây giờ đang mơ vậy ta. Trời ơi, là... trời... Ấy là gì bà chị cho anh biết tập theo. Trời ơi, bây giờ không lẽ mà Phương phải nói với anh chị những cái điều đơn giản như thế này sao. Như bến đời đòi nha mọi người. Chuyện Thái ơi, chuyện Thái ơi cho anh độc hành à. Sắp xỉu, em channel chị đi. Thôi, thiệt sự em không còn. Thiệt á, cái ngày hôm nay là cái người ế mà, cái người ế mà còn đông hơn cả quân nguyên nữa. Đó, em ngồi em nói một hồi tâm tư vấn tâm sinh lý, tình yêu lứa đôi. Đó, view lên. Rồi cũng ảo giác ha. Hãy về với em Phương hát rồi ạ. Trời đất ơi, 849 con người ngồi im. Trời đất ơi, không lẽ mấy món Phương thì có Phương mà giải thích ra được nữa thôi chứ. Trời ơi là... không lẽ tối nay con số nó lên tới mấy ngàn người sao? Sao mọi người kỳ cục vậy? Trong đây có nam có nữ, tại sao mình không ghép đôi vô để mình ấy mà mình ngồi đây vậy? Tại sao vậy mọi người? Tại sao mình không ghép đôi lại mình ấy đi, mà mình còn ngồi đây mình có live stream uổng vậy? Đúng là mở treo. Mở treo. Mở treo mà mèo bị đói nha. Trời ơi là trời. Uổng ha. Người đành lòng anh đi quay gót, rồi lại cánh rừng trên khoe mi. Đò đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá, giờ ánh trăng bờ giọt lệ rơi rớt. Có mấy ai thương cho người bị thân như bên đời đò. Giọt mưa rơi ướt nhẹ trên thân áo phai màu, trên tâm thân ghè gò sương gió. Liệu người xa có nhớ tôi không? Đành bội ước thề quên nhanh chẳng ai ngần. Duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Nhờ gió gửi nắng bên anh, đừng như em mất đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng không nếu lúc vội qua, tình đã xa sóng cũng đi xa. Duyên lỡ làng em cũng đớn đau, sao thâu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh, số kiếp có hạn. Cầu chúc nơi chốn xa hoa, người sẽ có những ước mơ xa. Không kiếp này vô mai ấm êm, sẽ chẳng muộn phiền. Các mọi người đi ấy á, không sao đâu. Để cho mọi người đi ấy đi, để em nhắc mọi người mà. Nhiều khi cô chú anh chị quên á, nên em nhắc cái có khi đi rồi. Ngày đành lòng anh đi quay gót, rồi lại cánh rừng trên khoe mi. Đò đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá, giờ ánh trăng bờ giọt lệ rơi rớt. Có mấy ai thương cho người bị thân như bên đời đò. Giọt mưa rơi ướt nhẹ trên thân áo phai màu, trên tâm thân gầy gò sương gió. Liệu người xa có nhớ tôi không? Đành vội ước thề quên nhanh chẳng ai ngần. Duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Nhờ gió gửi nắng bên anh, đừng như em mất đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng không nếu lúc vội qua, tình đã xa sóng cũng đi xa. Xin lỡ làng em cũng đớn đau, sao thâu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách
trách anh do kiếp đó hàn. Cầu chúc nơi chốn xa hoa người sẽ có những ước mơ xa, mong kiếp này cô mai ấm êm sẽ chẳng buồn phiền. Nhờ gió gây nắng bên anh đừng như em bớt đắng cơn mưa, em chẳng còn như em lúc xưa. Em cũng đớn đau sao thấu nỗi lòng, mà chẳng phải đã hết thương nhau chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh do kiếp đó hàn. Cầu chúc nơi chốn xa hoa người sẽ có những ước mơ xa, mong kiếp này của mai ấm em sẽ chẳng buồn phiền. Mọi người mệt rồi, cảm ơn anh Cù Bắp. Mọi người mệt rồi sao mọi người không quăng hoa cho em nhỏ? Mọi người ơi tặng hoa cho em đi. Come on, come on. Mọi người mệt rồi sao, ai ngủ hết rồi? Đừng ném Cù Bắp nha. Cảm ơn bầu yêu, cảm ơn gia đình mình. Thank you, it's me. Cảm ơn tiểu phần tôi. Em cũng mệt lắm mọi người ơi. Mọi người nãy giờ mọi người biết em được xài bao nhiêu năng lượng không? Không biết sao tự nhiên tối nay thứ bảy kiểu cảm giác như mình năng lượng nhiều nhỉ, đúng không? Chứ nếu mà tối nay mà đi chơi đi ấy, tối nay mà đi ấy vì còn sức mà like phải không? Đi ấy là người ta đi nhậu đó. Cảm ơn tiền nha. Cảm ơn It's Me. Cảm ơn gia đình mình. Đó, đó, đó. Đi ấy đó, đó. À, dạ. Dạ. Hoa Hồng cảm ơn ạ. À. Ủa anh Nhã đang ấy hả? Anh cũng đi ấy. Ê, ấy chưa? Ấy xong rồi hả? Dạ à, rồi rồi ok. Sà lơ, mệt quá. Mọi người có mệt không? Mọi người nói với em một câu thôi, mọi người có mệt không? Cảm ơn anh Tiền. Mọi người follow anh Tiền nha mọi người. Mọi người follow anh Tiền. Để anh chị nào mà có đi G63 mà đi đánh, đi đánh gì ta, đánh golf, đánh golf phải không, đọc vậy đúng không? Thầy em hay lúa lắm, em không biết đánh golf. Bây giờ có ai đang đi G63 đánh golf thì follow anh Tiền nha. Dạ anh Tiền là chuyên bán gậy á mọi người, chuyên bán gậy để ấy á. chị Mỹ Linh cũng là làm ở Hồ Tràm á mọi người, là mấy cái cô xinh xinh mà hay đi nhặt banh cho mấy chú mà hay đánh golf. Trời ơi. Đúng không chị Mỹ Linh? Chị nhặt banh hay là chị đi nạo cỏ vậy? Chị Linh. Hiểu bả. Là chị kể với em mà chị đi chị làm trong sân golf đúng không? Sân golf. Golf. Hả? Đi nhặt banh hả? Nhặt banh hay là đi nạo cỏ? Hết miệng bên này không có nhặt banh hả? Nhặt cho mấy chú thôi. Ủa banh? Ở quên tự nhiên. Ủa bóng? À, đi nhặt bóng. Ủa? Đi cầm gậy hả? À, ủa? Cái gì? Chị Mỹ Linh đi cầm gậy cho mấy chú hả? Banh đâu mà nhặt? Ê cái đó là nhặt gì? Ồ chị Mỹ Linh. Bậy nè. Nói cho bậy cho bà. Bà ơi làm rột. Mọi người vậy golf là mình nhặt cái gì ta? Tại em không có chơi bây giờ nên em cũng không có rành nữa. Đi cầm gậy rồi tào lao nha. Trời ơi. Còn nữa chưa?
Cái đầu của tôi. Ba má ơi, cái đầu của con. Cái đầu. Chị hướng cho mấy anh đánh vào hả? À trời ơi, cái này còn dữ nữa. Trời đất ơi. Chị hướng cho mấy anh đánh vào. Trời ơi. Good job, amazing. Ủa đã trời. Trời ơi, hay ta. Ngon ngon. Đánh 18 lỗ. Chỗ nào thuê cầm gậy vậy? Chị cầm view. Thôi cái chuyện đó chuyện chuyên môn em không biết. Cái nghề gì mà lạ lùng thì các anh tiểu Phật bữa nào thử. Nghĩa đen là đúng hả? Dạ anh Tiền. Ủa thì nghĩa đen nãy giờ ai nghĩ nghĩa gì đâu trời. Thì nó có một nghĩa mà. Anh Tiền. Đó anh Tiền nghĩ gì nhiều vậy anh Tiền? Vô live Phương mà nghĩ nhiều quá mọi người. Đừng có nghĩ nhiều, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng dùng não nhiều quá. Trời ơi. Đừng nha. Chị cầm gậy biết chăng. Trời ơi, bà Mỹ Linh bà chơi tối lắm. Cầm gậy riết chai tay luôn. Trời ơi. Sợ chị rồi đó. Không biết là chị có sợ em không chứ em sợ chị rồi đó. Anh có suy nghĩ. Em có suy nghĩ gì đâu. Thề luôn anh. Không nghĩ gì luôn anh. Không nghĩ gì đâu. Canh đúng hướng, đánh đúng lực nha. Với lại vô đúng lỗ phải không? Chừng à, thì đúng là cầm góc. Bị chai tay thiệt mà. Ờ ha. Đúng. Chiếc khăn bill ok chị Mai Hường. Dạ em cũng không biết là chị Thu Phương ơi. Cái gì mà cầm gậy xong rồi cầm gậy bị chai tay xong rồi chỉ cái lỗ cho banh vô rồi gì đó. Không biết nữa. Rồi ok. Bây giờ Phương hát bài chiếc khăn bill hả? Vô xem Phương mà muốn follow chị Mỹ Linh luôn. À được. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Wow. Chuyến này chị Mỹ Linh có thêm fan hâm mộ rồi. Chị banh ra hay banh vô nữa? Ừ. Không. Banh vô chứ. Chị hướng đánh vô. Ok, hai bài chiếc khăn bill nha mọi người. Chiếc khăn bill 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 bill. Nói chứ em nói thiệt á, anh Tiền là ảnh là kinh doanh hay là anh kinh doanh cái gậy đánh golf. Mọi người anh chị nào mình có hay đi đánh golf thì mọi người hãy liên hệ nha, để mình có thể sở hữu được một chiếc gậy thiệt là to khỏe. Mình đánh được chuẩn nha. Anh nào mà mình đang kiểu như gậy của mình đang yếu thì mình liên hệ anh Tiền để mình có một cây gậy tốt hơn nha. Đúng với lực của mình. Vô kẹo. Sáng tác của nhạc sĩ dẫn nho khúc Chiếc khăn bill. Cái con chim cu 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 kia nó hát lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn bill. Chiếc khăn bill theo chị hướng